Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng công nghệ siêu nano chiết xuất thành công hoạt chất piperin có trong tiêu iốt là một loại gia vị và thuốc thảo dược quý phân bố ở các nước châu Âu. Nghiên cứu này tạo ra một bước tiến đột phá mới trong việc hạ và ổn định huyết áp, ngăn chặn biến chứng độc quỵ cao huyết áp được ví như kẻ giết người thầm lặng do là chứng bệnh mãn tính diễn tiến âm thầm nhưng gây ra rất nhiều những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ suy tim và có nguy cơ tử vong cao cây tiêu lốt được coi là một loại cây quý được trồng chủ yếu để làm thuốc trong y học cổ truyền của nhiều nước trong đó hoạt chất piperin trong tiêu lốt có thể xem là thành phần chính có tác dụng sinh học đặc biệt trong hạ ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các nhà khoa học Nhật Bản đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ siêu nano, chiết xuất piperin thành các siêu phân tử kết hợp với peptide độ nành, tạo ra viên uống cardio, đem lại hiệu quả cao cho người sử dụng. Viên uống cardio Nhật Bản từ lâu đã được người Nhật sử dụng rất phổ biến hàng ngày trong hỗ trợ điều trị và ổn định huyết áp. Chúng tôi rất vui khi đàm phán thành công mang sản phẩm từ Nhật Bản về Việt Nam để phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng. Hiện tại, viên uống Cardio đã có đầy đủ giấy chứng nhận do Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, cũng như là được các chuyên gia tim mạch đánh giá rất cao và khuyên nên sử dụng. Tại đất nước Nhật Bản chúng tôi, tăng huyết áp là một trong ba căn bệnh phổ biến nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ biến chứng gây đột quỵ hay tử vong rất thấp, do người Nhật luôn chú trọng đến các thực phẩm tốt cho người cao huyết áp, mà tiêu biểu trong đó là tiêu lốt và đậu nành. Trong tiêu lốt chứa piperin được chứng minh là hoạt chất chính tạo nên tác dụng dược lý của tiêu lốt có tác dụng hạ huyết áp, bảo vệ tim mạch vô cùng hiệu quả. Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc sử dụng chiết xuất tiêu lốt có khả năng làm giảm và ổn định chỉ số huyết áp lâu dài. Tập đoàn chúng tôi đã ứng dụng công nghệ siêu nano để bào chế ra hoạt chất piperin dưới kích thước siêu nano kết hợp với peptide độ nành tạo ra một chế phẩm mang tên Cardio các hoạt chất siêu phân tử trong cardio sẽ nhanh chóng hấp thu vào cơ thể, giúp tăng sinh khả dụng, đem lại tác dụng vượt trội gấp 10 lần sản phẩm huyết áp thông thường trên thị trường. Bởi vậy, chúng tôi rất hy vọng cardio sẽ nhanh chóng nhận được sự đón nhận từ phía người dân Việt Nam vì một mục tiêu sớm loại bỏ bệnh cao huyết áp ra khỏi cộng đồng. Để bệnh tình thuyên giảm, các chuyên gia y tế cũng khuyên người bệnh nên có một chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt, ăn uống phù hợp.